Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài học truyện ngắn Vợ chồng Nga Phủ của Tô Hoài. Cái tiết học này chúng ta sẽ kết thúc cái tác phẩm Vợ chồng Nga Phủ với hai nội dung còn lại mà chúng ta cần phân tích sau. Cái nội dung thứ nhất đó là chúng ta phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng Nga Phủ. Và cái nội dung thứ hai là chúng ta phân tích những cái đặc điểm nghệ thuật, những cái thành công nghệ thuật nổi bật của truyện ngắn Vợ chồng Nga Phủ. Chúng ta vẫn tiếp tục phần phân tích và chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Chúng ta vẫn tiếp tục phần phân tích. 25 mã. Phân tích. Những giờ trước ấy, thì chúng ta đã phân tích nhân vật Mỹ. Chúng ta phân tích nhân vật Nga Phủ. Vì vậy nếu mà xếp theo trình tự của bài thì cái nội dung cần phân tích sâu này là nội dung thứ ba, giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng Nga Phủ. Ba nhỏ. Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng Nga Phủ. Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng Nga Phủ. Trước khi mà đi vào phân tích cụ thể cái giá trị hiện thực cũng như giá trị nhân đạo của tác phẩm này thì các em cần trở về với cái bài mà chúng ta có một cái bài khái quát chung giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong văn học. Thế thì ở cái bài khái quát đó chúng ta vừa cung cấp phương pháp và đồng thời vừa cung cấp kiến thức để chúng ta làm sáng tỏ những cái nội dung cơ bản nào, những cái nội dung hiện thực cơ bản nào để làm nên giá trị hiện thực của một tác phẩm. Và cũng tương tự như vậy thì những cái nội dung nhân đạo nào góp phần làm nên giá trị nhân đạo của một tác phẩm văn học. Thì các em xem lại cái bài đó. Ở đây tôi sẽ nhắc lại một cách ngắn gọn thôi, nhưng mà các em cần xem lại cái bài khái quát chung ấy. Chúng ta đi vào cái giá trị thứ nhất, A nhỏ là giá trị hiện thực. Giá trị hiện thực. Thế thì các em xem lại, nào, xem lại cái bài khái quát đấy. Thì chúng ta nêu ra là những cái nội dung cơ bản làm đến giá trị hiện thực của một tác phẩm văn học. Mà tác phẩm ấy, chúng ta cái giới hạn thời gian của nó, mà tác phẩm ấy phản ánh xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Và lúc đó thì chúng ta đã nêu lên những cái nội dung hiện thực trong một cái tác phẩm văn học. Cái nội dung thứ nhất đó là nó phản ánh cái bộ mặt giai cấp thống trị như thế nào. Và nếu nó phản ánh đầy đủ thì nó phản ánh cả tội ác về cường quyền và tội ác về thần quyền của tầng lớp thống trị, của giai cấp thống trị. Có một phương diện thứ hai nữa, một nội dung thứ hai nữa mà tác phẩm hướng tới phản ánh. Đó là nó phản ánh cái hiện thực đời sống của nhân dân. Phản ánh cái hiện thực đời sống của nhân dân. Và nếu nó phản ánh một cách đầy đủ, thì nó phản ánh cả cái hiện thực đời sống tăm tối đau khổ của nhân dân. Nhưng đồng thời, nó còn phản ánh cả một cái hiện thực nữa, đó là hiện thực của sự vùng lên đấu tranh của những người bị áp bức đau khổ. Sự vùng lên đấu tranh của những người bị áp bức đau khổ. Sự vùng lên đấu tranh ấy có thể là tự phát, cũng có thể là từ tự phát đến tự ra. Đấy, cái bài hôm đó chúng ta khai quát chung về giá trị hiện thực thì chúng ta đã nêu lên những cái nội dung lớn như thế. Phản ánh bộ mặt giai cấp thống trị như thế nào, phản ánh hiện thực đời sống của nhân dân ra sao. Và cũng trong cái phần lưu ý của cái giá trị hiện thực là trong một tác phẩm văn học ấy thì chúng ta đã nêu lên là sao? Có những tác phẩm mà nó phản ánh đầy đủ, nó có đầy đủ những nội dung hiện thực mà ta vừa nêu. Và trong số những tác phẩm đó thì có chuyện ngắn Vợ chồng Nga Phủ mà chúng ta đang nói tới. Có chuyện ngắn Vợ chồng Nga Phủ mà chúng ta đang nói tới. Vì vậy ta dựa vào cái khái quát chung ấy, ta lại soi vào cái tác phẩm cụ thể này để chúng ta chỉ ra những cái nội dung hiện thực được thể hiện trong cái chuyện ngắn này của Tô Hoài. Trong cái giá trị hiện thực ấy thì có cái khía cạnh thứ nhất là tác phẩm đã phản ánh
bộ mặt giai cấp thống trị. Phản ánh cái bộ mặt giai cấp thống trị. À, trong cái xã hội miền núi trước cách mạng tháng 8, phản ánh cái bộ mặt giai cấp thống trị. Và chúng ta có thể khái quát một cái khái quát chung trước khi chúng ta đi vào cái nội dung này. Đó là Chuyện ngắn vợ chồng Ác Phủ đã phản ánh hiện thực xã hội miền núi trước cách mạng trên cả hai phương diện là bộ mặt giai cấp thống trị và đời sống của nhân dân. Trên cả hai phương diện, bộ mặt giai cấp thống trị và đời sống của nhân dân. Và sau đó thì ta đi vào cái giá trị thứ nhất là phản ánh bộ mặt giai cấp thống trị. Nào. Thế thì để làm sáng tỏ điều này thì chúng ta cũng tư duy theo cái nội dung mà chúng ta nêu, đó là những cái tội ác về cường quyền, những tội ác về gì? Về thần quyền mà giai cấp thống trị gây ra. Nhưng mà để cho nó gắn với cái tác phẩm này thì chúng ta sẽ nói cái ý thứ nhất là cái bộ mặt giai cấp thống trị được thể hiện tập trung qua hai nhân vật. Đó là nhân vật thống trị Lý Pa Cha và nhân vật A Sử. Có thể nói là cha con nhà thống Lý là hiện thân tội ác của giai cấp thống trị miền núi trước cách mạng. Có cả tội ác về cường quyền, có cả tội ác về thần quyền. Nếu chúng ta nói rõ hơn thì như thế nào? Nếu chúng ta nói rõ hơn cái tội ác đó. Nào. Chính cha con nhà thống Lý Pa Cha đã duy trì một cái chế độ xã hội vô cùng tàn bạo ở miền núi trước cách mạng. Một cái trong cái xã hội miền núi trước cách mạng ấy thì chúng ta thấy là cha con nhà thống Lý Pa Cha là hiện thân cái quyền lực và cái tội ác của những tên chúa đất miền núi. Những tên chúa đất miền núi. Ở trong cái xã hội ấy thì giai cấp thống trị là có một cái quyền hành có thể nói là tuyệt đối. Chúng có thể cướp đoạt ruộng đất, cướp đoạt ruộng đất. Chúng có thể bóc lột sức lao động. Có thể cướp đoạt ruộng đất, có thể bóc lột sức lao động. Điều đó thì chúng ta thấy là giai cấp thống trị ở miền xuôi trước cách mạng cũng thế. Chúng đoạt ruộng đất này, bóc lột sức lao động, bóc lột một cách tàn nhẫn. Những điều này thì chỉ xã hội phong kiến miền núi, cái điều mà ta nói tiếp theo thì chỉ xã hội phong kiến miền núi giai cấp thống trị mới có cái quyền hành, cái uy quyền tuyệt đối như thế. Chúng có thể sao? Chúng có thể đánh đập, nhưng thậm chí chúng có thể giết những người bị chúng biến thành nô lệ. Thậm chí giết những người bị chúng biến thành nô lệ mà chúng không hề bị tội. Như thế là chúng ta thấy rõ ràng là một cái quyền hành tuyệt đối, và trong cái quyền hành ấy thì giai cấp thống trị miền núi gây ra những cái tội ác là cả về cường quyền và thần quyền cho những người lao động bị áp bức, những con người bị đày đọa đau khổ. Dẫn chứng nói một cách cụ thể hơn nữa nào về những cái hành động và những việc làm của cha con nhà thống Lý Pa Cha để bộc lộ cái bản chất tàn bạo của giai cấp thống trị miền núi khi ấy. Chúng ta lấy một cái hành động của A Sử ra. Chỉ cần phân tích hành động A Sử đánh đập Mị và trói đứng Mị, chúng ta cũng thấy được cái sự tàn bạo, sự bất nhân của giai cấp thống trị miền núi được phản ánh trong tác phẩm. A Sử biết ý định của Mị muốn đi chơi. Cái chi tiết đó chúng ta cũng đã phân tích ở giờ trước. Cho nên là sao? A Sử đã lấy cả một thúng sợi đay trói chặt Mị vào cột. Trói chặt Mị vào cột. Là Mị không nhúc nhích được. Sau đó hắn còn gì nhỉ? Buộc chặt tóc Mị vào cột. Trói xong Mị như thế thì cái hành động của A Sử tiếp theo là sao? Hắn rất rừng rững vô cảm. Rất rừng rững vô cảm. Tắt đèn nghe này. Trước khi hắn tắt đèn để bỏ ra ngoài đi chơi, hắn còn gì nhỉ? Thắt cái dây lưng xanh ra ngoài áo. Đây là một cái hình thức cũng là diện để đi chơi trong ngày Tết. Sau đó là tắt đèn để mặc cái Mị bị trói trong buồng tối như thế, khép cửa lại và bỏ ra ngoài đi chơi. Không xúc động. Rừng rững vô cảm đến như vậy.
mà cũng không chỉ có Mị bị trói đâu. Cũng không chỉ có Mị bị trói, mà chúng ta thấy là sau này thì A Phổ cũng bị trói. Nhưng còn trước Mị nữa thì đã từng có người con dâu bị trói đến chết trong nhà thống lĩnh. Như vậy là chúng ta thấy là cái việc mà trói người đến chết trở thành một cái việc nó bình thường trong cái ngục tù trần gian, đó là nhà thống lý Bá Trai. Bên cạnh những tội ác về cường quyền như vậy thì cha con nhà thống lý còn duy trì cái hủ tục trình ma. Hủ tục trình ma này, dùng cái con ma vô hình ấy để trói buộc cuộc đời nô lệ của những người như Mị và Á Phổ với nhà thống lý. Cả Mị và Á Phổ khi về nhà thống lý đều bị trình ma, bị cái nhan nhận mặt. Và chúng ta đã từng thấy Mị có những lúc bị cái ma vô hình ấy nó làm cho tê liệt đi, có những lúc như là mất đi cả sức sống. Đấy, thì chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ đã phản ánh cái bộ mặt giai cấp thống trị miền núi, phản ánh một cách hết sức chân thực. Đấy là cái phương diện thứ nhất của hiện thực. Nhưng ở chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ này thì còn có một phương diện thứ hai của hiện thực xã hội lúc bấy giờ, cũng được tác giả phản ánh một cách chân thực. Phản ánh một cách chân thực. Đó là bên cạnh phản ánh cái bộ mặt giai cấp thống trị thì Tô Hoài còn phản ánh cái đời sống của nhân dân trên cả hai phương diện, đời sống tăm tối đau khổ và sự vùng lên đấu tranh. Khi phản ánh cái hiện thực đời sống nhân dân, phản ánh cái hiện thực của đời sống của người dân miền núi trước cách mạng, thì Tô Hoài cũng phản ánh cả trên hai phương diện, đó là đời sống tăm tối đau khổ và sự vùng lên đấu tranh. Đó. Phản ánh hiện thực đời sống của nhân dân khi phân tích cái phương diện thứ hai này của hiện thực thì các em cần tập trung vào hai nhân vật mà chúng ta đã phân tích, đó là nhân vật Mị và nhân vật A Phổ. Thế thì ở cái phương diện thứ nhất, tác phẩm đã phản ánh cái đời sống tăm tối đau khổ của người dân miền núi trước cách mạng. Tăm tối đau khổ của người dân miền núi trước cách mạng. Và để làm nổi bật lên những người lao động với áp lực bị chà đạp cả về thể chất và tinh thần, thì các em lấy những cái dẫn chứng về nhân vật Mị, Mị bị chà đạp, bị đau khổ về thể chất như thế nào ở bài trước. A Phổ cũng bị chà đạp, bị đau khổ là về thể chất như thế nào, con người bị đày đọa ra sao. Người thì là thân phận người con dâu trừ nợ, người thì là điển hình của một thứ nông nô miền núi, họ đã chịu những cái đau khổ như thế nào. Thì chúng ta lấy cái dẫn chứng mà đã phân tích về nhân vật Mị và phân tích về nhân vật A Phổ ở cái bài trước đưa vào đây. Ở đây chúng ta không nhắc lại những cái chi tiết cụ thể, những cái dẫn chứng mà chúng ta đã từng phân tích. Ta nói cái khái quát chung và các em học ấy, là các em có thể vận dụng cái kiến thức của gì, của cái giờ trước để đưa vào đây, để làm sáng tỏ những con người bị áp bức đau khổ đã bị đày đọa như thế nào trong cái ngục tù trần gian của nhà thống lý Bá Trai. Tác phẩm còn phản ánh một cái phương diện thứ hai. Nào, cái phương diện thứ hai đó là phản ánh cái sự vùng lên đấu tranh của những cái số phận bị áp bức đau khổ, sự vùng lên đấu tranh. Sự vùng lên đấu tranh. Một hiện thực nữa mà chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ cũng phản ánh một cái chân thực qua hai nhân vật Mị và Á Phổ. Đó là bị áp bức quá nặng nề thì những con người như Mị và Á Phổ đã vùng lên đấu tranh. Mị tiềm ẩn một sức sống như thế nào và sức sống đó nó phát triển thành sức mạnh vùng lên giải phóng ra sao. Và cũng cái sức mạnh phản kháng ở nhân vật Á Phổ mà chúng ta đã từng phân tích. Đó, cũng là gì nhỉ? Phản ánh một cái hiện thực sinh động là những con người bị áp bức đau khổ đã vùng lên đấu tranh. Và với chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ ấy, thì Tô Hoài
đã phản ánh một hiện thực trong xã hội miền núi lúc bấy giờ. Đó là phản ánh cái quá trình của những người lao động bị áp bức đau khổ trên con đường đấu tranh để đến với cách mạng. Phản ánh cái quá trình những cái con người bị áp bức đau khổ, những người lao động bị áp bức đau khổ vùng lên đấu tranh, và cái quá trình chuyển biến đó là đấu tranh đến với cách mạng. Ở chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ như chúng ta nói có hai phần, thì các em học cái phần chủ yếu là những cái tháng ngày đau khổ và sự vùng lên đấu tranh của Mỹ và A Phủ ở Hồng Ngài trong nhà thông lý Pa Cha. Nhưng còn phần thứ hai thì nó càng thể hiện rõ cái khía cạnh này. Cái phần này chúng ta cũng học, nhưng mà trong chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ thì tác giả có phản ánh một cái quá trình chuyển biến là khi trốn khỏi Hồng Ngài đến Phiền Sa thì được giác ngộ cách mạng, và A Phủ đã trở thành đội trưởng đội du kích, còn Mỹ cũng là đội viên của đội du kích, và họ cùng tham gia chống thực dân phong kiến. Thế thì phản ánh cái quá trình đó thì nó cũng phản ánh một hiện thực sinh động, đó là quá trình người dân miền núi đấu tranh, và trên cái con đường đấu tranh đó họ đã đến với cách mạng. Đấy là về giá trị hiện thực của chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ. Bây giờ chúng ta chuyển sang giá trị nhân đạo của chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ. Bây nhỏ, giá trị nhân đạo. Giá trị nhân đạo. Trước khi đi sâu phân tích cụ thể cái giá trị nhân đạo ở chuyện ngắn này của Tô Hoài, thì như vừa nãy nói là các em cần nhớ lại những nội dung nhân đạo, những cái nội dung cơ bản nhất làm nên giá trị nhân đạo của một tác phẩm văn học. Ở cái bài đó chúng ta đã nêu lên 4 nội dung cơ bản. Cái nội dung thứ nhất đó là tình thương yêu, mà đặc biệt là tình thương yêu đối với con người. Cái tình thương yêu hướng về những con người nhỏ bé, những con người bị áp bức đau khổ. Nội dung thứ nhất. Cái nội dung thứ hai đó là sự lên án tố cáo những thế lực tàn bạo chà đạp lên con người, chà đạp lên cuộc sống. Những cái thế lực tàn bạo ấy có thể là cường quyền, có thể là thần quyền. Cái nội dung lớn thứ ba đó là sự khẳng định, sự đề cao con người. Sự khẳng định sự đề cao con người. Sự khẳng định sự đề cao con người có thể là vẻ đẹp. Vẻ đẹp có thể đầy đủ cả vẻ đẹp hình thức, vẻ đẹp phẩm chất. Nhưng sự khẳng định đề cao con người còn được thể hiện ở những nội dung khác, đó là khẳng định và đề cao những cái khát vọng chân chính của con người. Khẳng định đề cao những khát vọng chân chính của con người. Khát vọng đó có thể là khát vọng về hạnh phúc, khát vọng về tình yêu, khát vọng sống, khát vọng tự do, khát vọng công lý, vân vân. Và trong khi nói cái nội dung chung là làm nên giá trị nhân đạo của tác phẩm văn học, chúng ta đã khẳng định cái nội dung thứ ba là một cái nội dung lớn và xuyên suốt thể hiện trong nhiều tác phẩm. Cái nội dung mà tiếng nói nhân đạo thể hiện qua việc khẳng định và đề cao con người. Và cái nội dung thứ tư đó là hướng tới những cái giải pháp để có thể đem lại hạnh phúc cho con người. Và cũng ở bài khái quát đấy thì ta đã dẫn chứng có những tác phẩm mà thể hiện đầy đủ những cái nội dung nhân đạo mà ta đã nêu. Thí dụ như là chuyện ngắn Chí Phèo, và ở đây trong trường hợp này thí dụ như là chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ. Và trên cơ sở những cái nội dung chúng ấy thì ta soi vào tác phẩm này để phân tích từng khía cạnh. Trong cái tiếng nói thương cảm của nhà văn dành cho những cái số phận đau khổ bị áp bức ấy, thì chúng ta có thể khái quát thành một cái nội dung thứ nhất rất ngắn gọn. Đó là cái chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ là tiếng nói đồng cảm trước đau khổ của con người, và đồng thời cũng là tiếng nói đồng tình với khát vọng của con người. Tức là ta gộp vào cái tiếng nói thương cảm, nhưng đồng thời là sự khẳng định đề cao những cái khát vọng chân chính của con người. Thế thì thứ nhất đó là chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ là tiếng nói đồng cảm trước những đau khổ. Đồng cảm thì đồng cảm trước những đau khổ, nhưng đồng thời là tiếng nói đồng tình thì đồng tình trước những cái khát vọng của con người. Tiếng nói đồng cảm trước những đau khổ và tiếng nói đồng tình trước khát vọng của con người. Nhớ là đồng cảm thì là đồng cảm trước những đau khổ,
Còn đồng tình là đồng tình trước những cái khát vọng của con người. Ở cái phương diện đồng cảm với những đau khổ thì có thể nói rằng là chuyện ngắn vợ chồng ngáp phổ đã thể hiện cái sự cảm thương sâu sắc của nhà văn trước những cái kiếp đời nô lệ bị đày đọa như Mị và Á Phổ. Chỉ cần lấy mà dẫn chứng thôi là đó là cái đoạn tả cái tâm trạng Mị trong đêm mùa đông đoạn miêu tả cái tâm trạng Mị trong đêm mùa xuân nghe tiếng sáo gọi bạn, trong đêm mùa xuân nghe tiếng sáo gọi bạn, thì chúng ta thấy là sao? Tác giả đã hiểu thấu nỗi niềm của một người con dâu trừ nợ. Tác giả đã hóa thân vào nhân vật để nói lên cái tiếng nói bên trong của nhân vật. Và cũng tương tự như vậy, thì trong cái đoạn miêu tả diễn biến tâm trạng Mị đêm mùa xuân nghe tiếng sáo gọi bạn, thì tác giả còn thấu hiểu cái nỗi niềm, những khát vọng của người con dâu trừ nợ. Tác giả đã miêu tả những cái khát vọng hạnh phúc, khát vọng tình yêu hết sức là tình tứ và cũng hết sức đẹp đẽ của một con người. Cái khát vọng tình yêu, cái khát vọng hạnh phúc hết sức tình tứ, hết sức đẹp đẽ của một con người. Ở đó các em có thể lấy những cái dẫn chứng từ bài trước. Khi nghe tiếng sáo gọi bạn thì tâm hồn Mị thức tỉnh, Mị nhớ lại cái quá khứ hạnh phúc đẹp đẽ như thế nào, và Mị muốn được hưởng hạnh phúc trong hiện tại, cho nên có những cái hành động là Mị muốn gì nhỉ, muốn đi chơi trong ngày xuân ra sao, bỏ thêm mỡ vào đĩa đèn cho căn phòng thêm sáng, sửa lại mái tóc, lấy chiếc váy hoa để chuẩn bị đi chơi ra sao. Tác giả đã miêu tả một cách hết sức là tinh tế mà cũng hết sức là chân thật những biểu hiện là có thể nói là phức tạp và tinh tế trong tâm hồn của con người. Không có một sự đồng cảm mà sâu sắc thì nhà văn không thể miêu tả một cách chính xác và tinh tế như thế được. Chính sự đồng cảm này đã đưa nhà văn đến hóa thân vào nhân vật, nói lên cái tiếng nói bên trong của nhân vật. Và cái đoạn mà tả diễn biến tâm trạng Mị trong đêm mùa xuân nghe tiếng sáo gọi bạn là Tô Hoài đã sử dụng cái ngôn ngữ nửa trực tiếp rất nhiều để hóa thân vào nhân vật, nói lên cái tiếng nói bên trong của nhân vật. Đấy là cái tiếng nói đồng cảm trước đau khổ và đồng tình trước khát vọng chân chính của con người. Bên cạnh đó thì chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ còn là một bản cáo trạng đanh thép tội ác giai cấp thống trị miền núi. Cái nội dung thứ hai đó là lên án tố cáo, lên án tố cáo tội ác giai cấp thống trị miền núi, tội ác giai cấp thống trị miền núi trước cách mạng. Lên án tố cáo cái tội ác giai cấp thống trị miền núi trước cách mạng. Nếu chúng ta nói diễn đạt một cách văn chương hình ảnh thì ta gọi là ta nói là chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ là một bản cáo trạng đanh thép tội ác giai cấp thống trị miền núi. Nhưng mà trong chương trình của chúng ta thì các em để ý các em thấy là nhiều tác phẩm có tiếng nói lên án tố cáo những thế lực tàn bạo chứ. Nhiều tác phẩm có tiếng nói lên án tố cáo những thế lực tàn bạo. Thí dụ chúng ta đã từng có cái tác phẩm mà chúng ta phân tích cũng có cái nội dung này. Chúng ta cũng nói là chuyện ngắn Chí Phèo là bản cáo trạng đanh thép tội ác giai cấp thống trị. Nhưng mà mỗi tác phẩm có một nội dung riêng. Mỗi tác phẩm có một nội dung riêng. Chuyện ngắn Chí Phèo đó cũng là vấn đề quyền sống. Lên án tố cáo giai cấp thống trị đã tiêu diệt đến tận cùng cái quyền sống của con người. Nó không chỉ đẩy con người người lương thiện vào con đường tha hóa, mà nó còn tiêu diệt đến tận cùng cái quyền sống của con người. Đặc biệt là con người không có quyền sống trong lương thiện. Không có quyền sống trong lương thiện. Ở chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ cũng đặt lên vấn đề quyền sống. Thế thì chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ đã tố cáo tội ác giai cấp thống trị ở khía cạnh nào? Đó là giai cấp thống trị miền núi không chỉ tước đoạt quyền sống con người, mà còn tước đoạt đi cả sức sống của con người.
không chỉ tước đoạt quyền sống mà nó còn lấy đi, nào, nó còn tước đoạt đi cả cái sức sống của con người, biến con người thành con vật, biến thấy con người thành một công cụ lao động, biết nói mà không dám nói. Đó. Biến con người thành con vật như thế, thành một cái công cụ lao động, biết nói mà không dám nói. Và để làm sáng tỏ điều này, chúng ta lấy nhân vật mị, đó, lấy hình tượng nhân vật A Phủ để làm sáng tỏ. À, mị là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế, giàu sức sống như thế. Thế mà bị biến thành một nô lệ lầm lỗi trong nhà thống lý Pa Trang. Tưởng mình cũng là con trâu, con ngựa của nhà thống lý đúng không? Suốt ngày cúi mặt, mặt buồn rười rượi như vậy. Đúng là mị đã bị biến thành con vật rồi. Mị đã bị biến thành công cụ lao động. Những cái công cụ lao động này có những lúc cam chịu đến mất đi cả sức sống. Cho nên cái công cụ lao động này là một công cụ lao động biết nói mà không dám nói. Biết nói mà không dám nói. Bị quăng quật, bị giật vùi như vậy. A Phủ cũng thế. Cái tội ác của giai cấp thống trị miền núi đó là tước đoạt đi cả cái sức sống của con người. Một chàng trai khỏe mạnh, người con của núi rừng tự do như A Phổ. Thế mà có một cái chi tiết là bị A Phổ bị trói. Một con người như thế, tự đào lỗ chôn cọc, tự đi lấy cọc, tự đi lấy dây trói về. Để thống lý Pa Trang trói đứng A Phổ vào cột như vậy. Đúng là những cái con người ấy giàu sức sống như thế, nhưng cũng có những lúc dường như đã bước bị tước đoạt đi không chỉ quyền sống mà còn có bị tước đoạt đi cả sức sống. Một con người khỏe mạnh như A Phổ, người con của núi rừng tự do, bị biến thành kẻ nô lệ đi ở không công suốt đời cho nhà thống lý, và thậm chí bị trở thành vật thế mạng cho con bò đã bị hổ ăn thịt. Tất cả những điều đó đều là tiếng nói lên án, tố cáo, đanh thép, kết tội giai cấp thống trị miền núi. Đó là cái nội dung thứ hai. Cái nội dung thứ ba, cái nội dung này cũng là một nội dung lớn mà ở nhiều tác phẩm có, nhưng ở chuyện ngắn vợ chồng A Phủ đó là vấn đề gì? Đó là khẳng định đề cao sức sống tiềm tàng, khẳng định đề cao sức sống tiềm tàng, sức mạnh vùng lên giải phóng của những người bị áp bức đau khổ, sức mạnh vùng lên giải phóng của những người bị áp bức đau khổ, khẳng định ngợi cao cái sức sống tiềm tàng, sức mạnh vùng lên giải phóng của những người bị áp bức đau khổ. Để làm sáng tỏ điều này thì các em lấy cái khía cạnh biểu hiện cái sức sống tiềm tàng, sức mạnh vùng lên phản kháng của Mị và A Phổ đã được chúng ta phân tích ở bài trước. Nhân vật Mị chúng ta thấy rõ ràng có hai mặt tưởng chừng như đối lập đó, bị áp bức quá nặng nề, có lúc trở nên cam chịu như mất đi cả sức sống. Nhưng trong Mị luôn tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt, ngay cả trong tình huống bi thảm nhất, và chúng ta đã từng phân tích. Ngay cả trong tình huống bi thảm nhất vẫn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Và cái sức sống đó mới là bản chất. Chúng ta sẽ lấy dẫn chứng ở cái bài trước, ở nhân vật Mị để làm sáng tỏ điều này. Và chúng ta có thể khái quát lại bằng một cái hình ảnh. Đúng là gì nhỉ? Để biểu hiện cái sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị, thì chúng ta có cảm nhận Mị như là một cái bếp than hồng âm ỉ dưới lớp tro tàn. Hương ngực sức sống như thế, như một bếp than hồng âm ỉ dưới lớp tro tàn. Cái vẻ ngoài thì lầm lũi vật vờ như cái bóng vậy. Và cái sức sống âm ỉ ấy chỉ đợi ngày, chỉ đợi lúc khi có điều kiện thì bùng lên thành lửa ngọn. Và cái sức sống tiềm tàng ấy của Mị được chúng ta phân tích kỹ ở cái chi tiết nghệ thuật Đêm Mùa Xuân Mị Nghe Tiếng Sáo Gọi Bạn. Và cái sức sống tiềm tàng ấy của Mị đã phát triển thành sức mạnh vùng lên giải phóng. Đó là hành động gì? Cứu A Phổ. Hành động cứu A Phổ. Hành động cứu A Phổ thì đồng thời cũng là tự cứu. Và bản thân A Phổ cũng tiềm tàng một sức mạnh phản kháng, sức sống mãnh liệt. Cho nên là khi được gì nhỉ?
khi được Mỹ giải thoát, lúc đầu khuỵu xuống nhưng sau đó thì quật sức vùng lên chạy. Hai con người này lúc đầu là chạy trốn cái chết, nhưng sau đó là đến với con đường giải phóng. Nhỏ mắt đã phát hiện và thể hiện một cách hết sức sinh động cái sức sống tiềm ẩn, cái sức mạnh vùng lên giải phóng ở những con người đau khổ bị áp bức. Đó cũng là tiếng nói nhân đạo, cái giá trị nhân đạo của chuyện ngắn Vợ Chồng Áp Phục. Cái nội dung lớn thứ tư mà chúng ta soi vào, chúng ta thấy đúng là với chuyện ngắn Vợ Chồng Áp Phục, Tô Hoài cũng hướng tới những cái giải pháp để làm sao những con người bị áp bức đau khổ có thể vươn lên, có thể được hưởng hạnh phúc. Vì vậy cho nên cái giải pháp mà Tô Hoài nêu ra trong chuyện ngắn Vợ Chồng Áp Phục đó là sao? Khẳng định con đường đấu tranh, khẳng định cái con đường đấu tranh của những người bị áp bức đau khổ. Cái con đường đấu tranh đó nào, đó là lúc đầu nào bị áp bức quá nặng nề, không tự cứu thì bị giết, nhưng sau đó là đi theo cách mạng, đến với kháng chiến, đi theo cách mạng. Chỗ này thì các em nên so sánh trở lại một chút với văn học hiện thực phê phán trước năm 1945. Cái văn học hiện thực trước 1945 ấy, nó phản ánh lý giải hiện thực xã hội hết sức sâu sắc, nhưng nó chưa đặt ra được cái con đường đấu tranh đi tới tương lai của những người lao động bị áp bức đau khổ. Còn văn học cách mạng, ở đây là chuyện ngắn Vợ Chồng Áp Phổ, thì không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần cải tạo hiện thực, còn góp phần cải tạo hiện thực. Và vì vậy thì gì nhỉ? Tác giả đã miêu tả cái quá trình, cái con đường đấu tranh để những người bị áp bức đau khổ vùng lên giải phóng như thế nào. Chúng ta có thể so sánh hình tượng nhân vật Mỹ trong chuyện ngắn Vợ Chồng Áp Phổ với hình tượng nhân vật chị Dậu mà các em đã học ở tiểu thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố để thấy được điều này. Đúng là cả chị Dậu và Mỹ đều tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Nhưng sức sống tiềm tàng của chị Dậu không có điều kiện để phát huy, để đưa nhân vật tới cái con đường giải phóng, tới tương lai hạnh phúc. Còn sức sống của Mỹ là một sức sống tiềm ẩn nhưng mà đã được phát huy, đã đơm hoa kết trái hạnh phúc trong cái cuộc đời mới. Chúng ta nên so sánh để làm nổi bật cái điều này. Chị Dậu cũng như Mỹ đều vùng chạy khỏi cái địa ngục trần gian trong một đêm tối trời. Đều vùng chạy khỏi cái địa ngục trần gian trong một đêm tối trời. Những con đường phía trước của chị Dậu là gì? Con đường phía trước của chị Dậu là trời tối đen như mực, tối như cái tiền đồ của chị. Chưa có hướng. Vẫn là bế tắc. Còn con đường phía trước của Mỹ nào? Đó là tương lai, là hạnh phúc. Mỹ và cùng Á Phủ chạy trốn khỏi Hồng Ngài trong một cái đêm mùa đông giá lạnh. Điều đó phải chăng cũng có ý nghĩa nữa? Là họ đã từ giã chính mùa đông giá lạnh của cuộc đời mình để đến với một mùa xuân mới tràn đầy hạnh phúc. Mỹ và Á Phủ trốn khỏi Hồng Ngài, chạy khỏi nhà thống lý Pa Cha trong một đêm gì? Đêm mùa đông giá lạnh như thế. Nhưng phải chăng nó còn cho chúng ta hiểu thêm một cái ý nghĩa mà hoàn toàn có thể từ đó để thấy được cái giá trị nhân đạo của tác phẩm. Họ cũng đã từ biệt chính cái mùa đông giá lạnh của cuộc đời mình để đến với một mùa xuân mới tràn đầy hạnh phúc. Tràn đầy hạnh phúc. Thế thì như vậy là cái giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ Chồng Áp Phổ được thể hiện trên những cái nội dung nhân đạo cơ bản nhất. Và nếu chúng ta khái quát lại, nếu chúng ta khái quát lại, một tác phẩm văn học thật sự có giá trị khi tác phẩm ấy vừa là bức tranh hiện thực về đời sống, vừa có thể góp phần nhân đạo hóa con người. Có thể góp phần nhân đạo hóa con người. Và nếu nhìn nhận từ những góc độ ấy thì đúng là chuyện ngắn Vợ Chồng Áp Phổ của Tô Hoài là một tác phẩm có giá trị lớn.
Chúng ta sang vấn đề thứ tư là của truyện ngắn Vợ chồng Á Phổ, đó là những cái thành công nghệ thuật của tác phẩm này. Bốn nhỏ. Thành công nghệ thuật. Thành công nghệ thuật của cái truyện ngắn Vợ chồng Á Phổ này. Thì có thể nói là truyện ngắn Vợ chồng Á Phổ là một tác phẩm văn học có giá trị cả về nội dung và gì? Và nghệ thuật. Ở phương diện nghệ thuật ấy, thì chúng ta có thể đi sâu vào là để phân tích những cái thành công nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc. Đó là nghệ thuật xây dựng nhân vật. Nghệ thuật xây dựng nhân vật. Nghệ thuật tả cảnh, tả phong tục là hai. Nào, cái thứ ba, đó là về gì? Về ngôn ngữ kể chuyện. Ngôn ngữ kể chuyện. Và cuối cùng tất cả chúng ta khái quát lại là một trong những thành công nghệ thuật xuất sắc của truyện ngắn Vợ chồng Á Phổ, đó là một tác phẩm rất đậm chất dân tộc, rất dễ, rất đậm chất miền núi, và được chúng ta làm sáng tỏ trên những cái khía cạnh đó. Nào, cái thứ nhất đó là nghệ thuật xây dựng nhân vật. Xây dựng nhân vật thì trong cái nghệ thuật xây dựng nhân vật này thì các em lưu ý cái đầu tiên, đó là cái cách tác giả giới thiệu nhân vật. Cách tác giả giới thiệu nhân vật rất ngắn gọn, nhưng mà đồng thời thì tập trung được, thu hút được sự chú ý của người đọc. Thế dụ tác giả giới thiệu, đầu tiên đã giới thiệu về nhân vật Mỹ. Ai ở xa về, có việc nhà, có việc vào nhà thống lý Pá Cha, thường trông thấy một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tổng ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái quả ngựa, dệt vải, trẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Một đoạn văn rất ngắn gọn mở đầu tác phẩm giới thiệu như thế. Và chúng ta thấy sao? Chỉ bằng vài lời kể ngắn gọn như vậy mà tác giả đã gây được mà sự chú ý về lai lịch của nhân vật, cho chúng ta hiểu nhân vật. Đó là cái thứ nhất mà các em có thể làm đầu bật lên cái nghệ thuật xây dựng nhân vật này. Cái thứ hai là mỗi nhân vật là một tính cách riêng, và tác giả có bút pháp miêu tả phù hợp với cái tính cách ấy. Hay nói cách khác, nó ngược lại là bút pháp miêu tả của tác giả làm khắc họa, làm nổi bật lên mỗi nhân vật là một tính cách riêng. Các em thấy là Mị và A Phổ có số phận đau khổ như nhau. Mị và A Phổ có số phận đau khổ như nhau. Đó. Nhưng mỗi người là một tính cách. Mị là một người phụ nữ chịu nhiều đau khổ, mà sức sống tiềm tàng, tiềm ẩn ở bên trong. Vì vậy khi miêu tả Mị, tác giả ít tập trung miêu tả những cái hành động bên ngoài. Hoặc nếu có miêu tả hành động bên ngoài, thì đó là những cái hành động lặp đi lặp lại. Thí dụ là luôn cúi mặt, mặt buồn rười rượi như thế nào. À. Nhưng điều mà tác giả quan tâm, bởi vì đây là sức sống tiềm ẩn bên trong, cho nên điều mà tác giả quan tâm là đi sâu miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật Mị. Có thể dùng hình tượng thiên nhiên để miêu tả tâm trạng. Mùa xuân của đất trời, mùa xuân đến với Hồng Ngài thì làm bừng lên sức sống mùa xuân trong tâm hồn Mị. Và có thể đi sâu trực tiếp miêu tả những diễn biến tâm lý của nhân vật Mị. Thế còn đối với nhân vật Á Phổ, một con người cũng bị áp bức đau khổ, nhưng tính cách mạnh mẽ. Thì lập tức cách tác giả miêu tả không đi sâu vào gì nhỉ? Đời sống nội tâm như Mị. Không đi sâu vào đời sống nội tâm khi miêu tả Á Phổ đó. Mà tác giả lại sao? Tác giả lại tập trung chú ý miêu tả những cái lời nói, cái ngôn ngữ đối thoại ngắn gọn của Á Phổ. Miêu tả những cái hành động mạnh mẽ, dứt khoát và quyết liệt của Á Phổ. Để khắc họa cái tính cách nhân vật này. Nào. Thế thì như vậy là chúng ta thấy là mỗi nhân vật là một tính cách sinh động. Và tác giả đã có cái bút pháp thích hợp để khắc họa cái tính cách ấy. Đấy là cái thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật. Nào, thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật. Cái thành công thứ hai. Cái thành công thứ hai là trong cái nghệ thuật để tả cảnh, tả phong tục. B nhỏ, thành công trong nghệ thuật tả phong tục. Và có thể nói đây là một trong những sở trường của Tô Hoài. Tả cảnh, tả phong tục.
Những cái bức tranh thiên nhiên miền núi trong cái chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ này đúng là đậm chất miền núi Tây Bắc, đậm cái phong vị dân tộc. Thí dụ như là tác giả miêu tả những cái cảnh mà Hồng Ngài đón Tết, đón xuân như thế nào. Và ngay cả một chi tiết thôi, tác giả miêu tả thiên nhiên mà chúng ta cũng thấy đậm cái tính chất miền núi. Nào, tác giả miêu tả thiên nhiên là mà ta thấy đậm cái tính chất miền núi. Đó là cái chi tiết mà tác giả gì nhỉ? Miêu tả có tính chất là so sánh. Nào, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá, xòe như con bướm sặc sỡ. Khi mà chuẩn bị đón Tết, người ta chuẩn bị quần áo là đẹp để đón Tết, vui chơi trong những ngày xuân. Và những chiếc váy hoa đã được đem ra phơi thì như thế nào? Những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá, xòe như con bướm sặc sỡ. Xòe như con bướm sặc sỡ. Nào, đấy là miêu tả thiên nhiên. Còn tả phong tục cũng rất tinh tế, cũng rất giỏi. Nào, thí dụ như là tác giả miêu tả phong tục, cái cảnh sự kiện ở nhà thống lý Ba Cha như thế nào, cho ta thấy một cái phong tục, thậm chí là một hủ tục của thời bấy giờ. Nào, miêu tả cũng rất là sắc nét, rất chân thực. Rồi đặc biệt là cái cảnh mà vui chơi của trai gái trong bản, của trẻ em, của người dân Hồng Ngài trong ngày xuân, cũng rất đậm cái chất phong tục, chất miền núi. Đấy là cái thành công nghệ thuật thứ hai. Cái thành công nghệ thuật thứ ba, đó là nghệ thuật kể chuyện. Nghệ thuật kể chuyện hoặc là ngôn ngữ tự sự cũng được. Nghệ thuật kể chuyện, nếu mà nói một cách có tính chất là lý luận nào, thì chúng ta cũng có thể gọi một cách khác nào. Nghệ thuật kể chuyện, và chúng ta cũng có thể gọi là gì nhỉ? Gọi là cái ngôn ngữ tự sự của tác phẩm. Thì ở đây cần lưu ý là Tô Hoài có thể dùng cái ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ gì? Gián tiếp, lời kể của tác giả đứng ngoài kể. Ngôn ngữ trực tiếp, lời nhân vật. Nhưng đặc biệt thành công, đó là cái ngôn ngữ nửa trực tiếp. Và điều này chúng ta đã nói ở chuyện ngắn Chí Phèo rồi. Cái ngôn ngữ nửa trực tiếp là sao? Là lời tác giả, nhưng mà mang gì nhỉ? Mang suy nghĩ, mang giọng điệu của nhân vật. Tác giả hóa thân vào nhân vật, nói lên cái tiếng nói bên trong của nhân vật. Và cái ngôn ngữ này được sử dụng rất thành công. Nhất là cái đoạn mà miêu tả diễn biến tâm trạng Mỹ trong đêm mùa xuân, nghe tiếng sáo gọi bạn. Đây cái đoạn đó. Mỹ trẻ lắm, Mỹ vẫn còn trẻ. Mỹ trẻ lắm này, Mỹ vẫn còn trẻ. Mỹ muốn đi chơi, bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Huống chi A Sử với Mỹ không có lòng với nhau mà vẫn ở với nhau. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra, mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường. Đó là lời kể của Tô Hoài hay là suy nghĩ bên trong của nhân vật? Cái tiếng nói bên trong của nhân vật không thể tách bạch ra được. Nào, Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ lắm, Mị muốn đi chơi, kiểu biết như thế. Đó. Và như vậy ở đây rõ ràng chúng ta thấy, nếu chỉ thay đại từ đi, thay cách nói đi, thí dụ cô còn trẻ lắm, cô muốn đi chơi vân vân, thì đó là ngôn ngữ của tác giả. Còn khi viết Mỹ còn trẻ lắm, Mỹ còn trẻ lắm, Mỹ muốn đi chơi vân vân, thì đó là ngôn ngữ của nhà văn, nhưng đã hóa thân vào để nói lên cái tiếng nói bên trong của nhân vật. Bên cạnh đó thì tác giả còn sử dụng một cái ngôn ngữ kể chuyện cũng như là ngôn ngữ nhân vật rất đậm cái màu sắc miền núi. Thế dụ miêu tả Mị thì nói Mị là sao? Lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Hoặc nói về Á Phổ khỏe thì Á Phổ khỏe và chạy nhanh như ngựa. Cách nói rất phù hợp với tâm lý và cách nói của người miền núi. Nào, vân vân. Thì đấy, tất cả những điều đó là những thành công nghệ thuật và góp lên phần làm nên cái giá trị chung của chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ. Đấy là những vấn đề cơ bản của chuyện ngắn vợ chồng Á Phổ chúng ta đã giảng xong. Bây giờ các ông ghi một số cái bài tập bổ sung. Cái bài tập thứ nhất, một nhỏ. Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị. T.
từ khi bị bắt về làm dâu gặt nợ đến khi trốn khỏi Hồng Ngài. Tôi đọc lại cái bài tập này. Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mỹ từ khi bị bắt về làm dâu gặt nợ đến khi trốn khỏi Hồng Ngài. Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mỹ từ khi bị bắt về làm dâu gặt nợ đến khi trốn khỏi Hồng Ngài. Bài tập bổ sung thứ nhất. Bài tập bổ sung thứ hai là phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng Á Phổ. Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng Á Phổ. Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng Á Phổ. Các em cũng có thể là lấy một cái đoạn trong gì miêu tả diễn biến tâm trạng Mỹ trong đêm mùa xuân, hoặc là miêu tả diễn biến tâm trạng Mỹ trong đêm mùa đông, cắt dây chói cứu Á Phổ, để các em làm thành một bài riêng để tập viết cũng được. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Hẹn gặp lại các em trong bài học tới.